em hay khóc lắm. Sao vậy? Em mà xem phim nói về tình cảm gia đình mà những cái lúc cảm động á, cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn. Dạ đúng rồi. Rồi mà khóc luôn. Vậy hai bạn này coi phim hai người khóc hay đúng không? Bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi? Dạ nụ cười giống anh là đẹp rồi. Thôi nhưng mà anh thích trai không gái? Dạ thích. Thích nữ chứ chị. Thôi đó anh. Tôi đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nói buông mới buông nha. 2, 3. Im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Dạ chứ có đụng anh ơi. Ủa sao chưa đụng hả? Trời ơi bạn gái nó chưa đụng vậy? Dạ đụng vậy không? Đụng mạnh vô là làm lại. Chị nào được thôi. Mạnh vô. What the fuck? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Gì la dữ dọ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình đi em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ, em tên Mỹ Linh, năm nay 27 tuổi ạ. Em ở Tây Ninh, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở thành phố chị. Làm thành phố, quê Tây Ninh. Rồi, bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Dạ, chào bạn nữ bên kia. Dạ, em giới thiệu là em tên Phan Văn Cường. Dạ, em ở quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Dạ, em đang làm việc ở một công ty đón tàu ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là đốc công anh. Dạ, đốc kỹ thuật viên giám sát công nhân nó làm. Dạ. Cũng là quản lý đó ha. Dạ. Ba bao nhiêu tuổi hồi nãy chị chưa nghe? Dạ, em năm nay mới 30 tuổi rồi chị ạ. 30. Rồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình một chút. Em hay khóc lắm. Ủa sao vậy? Em mà xem phim nói về tình cảm gia đình mà những cái lúc cảm động á, cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn. Thì em cũng là tính cũng hơi giống bạn nữ vậy. Trời ơi. Chơi mà có thiệt luôn trước hả? Em có xem một cái cặp mà cũng chuyên dự chương trình Bạn Muốn Hò mà cặp mà anh này cũng lỡ thời rồi, chị á cũng có chồng rồi á. Dạ. Thì xem cái cặp đó em cũng anh bảo vệ chị bán cơm đúng không? Dạ chị bán cơm với anh bảo vệ. Dạ đúng rồi. Rồi ngồi khóc luôn. Dạ. Vậy hai bạn này coi phim hai người khóc hay đúng rồi. À, mình muốn cái chuẩn người đàn ông là người như thế nào? Dạ, khoảng cao 1m7 trở lên. Có mắt to, sáng. Với nụ cười đẹp của răng trỏn đó chị. Trời ơi. Có không anh Linh? Mắt có to nhưng mà cũng có con mắt nhỏ. Nụ cười đẹp. Cười hả? Này hả? Lúc đẹp lúc không. Bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi? Dạ nụ cười giống anh là đẹp rồi. Rồi. Cười giống anh. Bên đây cười đẹp hơn anh luôn nha. Điều gì mà không thích người bạn trai? Dạ em không thích mấy anh trai mà lăng nhăng quá chị. Với lại gia trưởng với lại cự cao á. Nếu mà có giỏi thật thì cũng nên khiêm tốn một chút. Với lại em không thích con trai mà tính của đàn bà chị. Tính nhỏ nhen hay tính toán gì. Có đàn bà không? Có không anh Linh? Dạ không anh. Có gia trưởng không? Dạ không. Có tự cao không? Dạ không ạ. Thì các bạn nữ hồi nãy có con nói là không lăng nhăng thì cái đó thì em chắc chắn không lăng nhăng. Tại vì em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa em. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Kiểm tra coi tường cái vụ này nguy hiểm lắm á. Dạ chị. Ủa sao vậy? Sao mà 30 tuổi mà chưa yêu ai? Là em muốn là khi nào mình có công việc ổn định và có cái nhà ổn định thì em mới yêu. Yêu để. Đứng đứng lên coi, đứng lên coi 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 có tiền không? 1m7 lên được. Dạ em 1m73 chị. Không mà liếc nữ có liếc nam không? Thấy nam thì cũng phải nhìn thôi chứ gì, nhưng mà gọi là cũng bình thường. Nhưng mà em thích trai hay thích con gái? Dạ thích. Thích nữ chứ chị. Nói tới anh. Dạ chắc ạ. À. Dạ thì cũng trước giờ cũng nhiều bạn học chung với em bảo là em 30 tuổi rồi mà chưa yêu ai, cũng nhiều người cũng nghi ngờ em, nhưng mà em khẳng định là em 100% chị. Theo em sao gọi là thương, sao là yêu? Khi mình gặp người đó xong mình có cảm giác rất là bồng bềnh, giống như là mình có thể là quên mọi chuyện. Gặp ai đó mà bồng bềnh chó ngợp là uống chai bia vô á. Nói nghe nè, biết hung chưa? Dạ, dạ chưa ạ. Chưa hung luôn. Chúc cho hung bên kia được không? Chắc hồi hộp lắm á. Trời ngon lắm chú bộ, đừng có giỡn. Chờ tiếp xíu anh coi coi. Ủa mà em có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ nếu mà tính tình đơn phương là em được 2 mối chị. Chưa chính thức luôn hả? Dạ có một cái chính thức ạ. À. Chứ có rồi. Chính thức bao nhiêu năm em? Dạ có 1 tháng anh. Trời ơi yêu nhau lâu ghê vậy đó. Ủa sao yêu có 1 tháng bỏ vậy? Dạ anh hay đòi hỏi lắm anh. Anh đòi hỏi gì ạ? Dạ đòi nắm tay nắm chân nha. Thì nắm tay bình thường gì đâu. Mà xa hơn chút nữa anh. Đòi gì nữa? Dạ hơn cái đó nữa. Hơn nữa. Dạ. Hơn thôi không hỏi. Anh đây dễ thương lắm. Bên đây á, mà em quen với anh này là em phải đòi hỏi ảnh á. Em thích mấy người hiền hiền vậy. Phải không? Đừng có mọp chọp quá, đừng thấy gái mà lại nắm tay em chân liền em ghét. Nhưng mà hồi cho nắm tay là được rồi nha. Dạ nắm thôi đừng làm gì nữa. Có hung nữa đó. Dạ thôi nắm tay không, thôi. Đấm nút là đồng ý yêu nhau rồi đó.
nhờ được không? Không, tôi khỏi hà màn luôn. Dạ vậy cũng được. Không được, không được. À, bạn trai là mình có đặt ra cái tiêu chuẩn bạn nữ là như thế nào không? Do là em cũng chưa có yêu lần nào nên em cũng muốn bạn gái thì cũng có một hai mối tình trở lại thôi. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, như sau nhìn dễ thương. Dễ thương là được rồi. Cô gái kia dễ thương lắm. Nè, không tin tôi phải không? Bây giờ có đi với người thân không? Dạ em có đi với chị dâu với đi cháu gái với các bạn ạ. Rồi chào chị. Dạ em là chị dâu của bạn Cường. Nhìn em thì rất là dễ thương, có duyên. Hôm nay hai bạn mặc trang phục là rất là hợp. Thôi để ý tới trang phục luôn đi. Chị mà để ý kỹ lắm. Rồi em nghe kế tiếp của anh sao? Dạ con là cháu của chú Cường ạ. Cháu hả? Dạ. Cháu thấy thím bên này sao cháu? Dạ con thấy thím bên này dễ thương á, hợp với chú của con ạ. Con thấy cái tính tình cũng vui vẻ, cũng hòa đồng. Chú con thì đi làm xong rồi về cứ ngủ thì để đi làm vậy thôi, không có thời gian. Cho nên là chưa có tìm hiểu với bạn gái. Chắc nay cũng là cơ hội cho chú để tìm hiểu ạ. Đúng rồi, cơ hội của chú nha chú. Chú phải nắm bắt á nha. Dạ. Bạn gái đi với ai? Mình có đi với ai không? Dạ em đi với em gái với anh rể của em chị. Rồi, bên chị dâu bên anh rể. Dạ, chào chị Cát Tường với chú Hương Linh. Dạ. Chào anh bên đây luôn ạ. Con khỏe không? Dạ con khỏe lắm, chú khỏe không ạ? Chú khỏe. Dạ. Con thấy sao con? Con thấy hôm nay anh cũng được, anh dễ thương á. Chút nữa bấm nút nha hai. Có yêu cầu anh trai anh rể gì không? Chị em hiền lắm, anh đừng ăn hiếp chị. Anh thấy anh cũng hiền lắm nên chắc có vấn đề đó, chắc em yên tâm đi. Em nghĩ chắc chị em ăn hiếp ảnh. Hai bên nào cũng được hết trơn á. Thôi được rồi, cảm ơn em. Rồi kéo màn lên người, đi mạnh dạng lên nha. Em chào anh ạ. Em có món quà tặng anh. Hả? Cũng lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà và bó hoa để tặng em. Dạ, chúc em cũng ngày nào cũng xinh như bó hoa này nha. Dạ em cảm ơn. Dạ anh có gì muốn hỏi em không ạ? Em dễ thương quá. Dạ. Đúng như nãy giờ chị Tường nói thì đúng là dễ thương ạ. Cái chương trình này thì anh cũng mới biết cách nay 4-5 tháng thôi. Tới chừng anh xem mấy tập đầu anh cũng không nghĩ là sẽ đi lên đây để tìm vợ trên chương trình này. Nhưng mà tới chừng xem nhiều rồi nói ôi chương trình này quá hay, quá ý nghĩa. Nên anh quyết định tham gia chương trình này. À. Thấy ảnh nụ cười anh đẹp không em? Dạ được vậy. Thiếu cái răng cỡn thôi xí xóa nha. Dạ, miễn cười đẹp anh được ạ. Tính anh thì cũng hơi nhút nhát nên hầu như là cái vấn đề mà bạn nữ gặp mà mấy bạn á nữ á để mà mình định dạng tỏ tình thì anh rất là kém cái phần đó. Em thấy anh nói chuyện cũng vui mà, thấy cũng cởi mở. Nếu mà tìm hiểu nhau được ok thì em không bao lâu kết hôn được. Dạ mẹ em cũng hối lắm rồi nhưng mà để em tìm hiểu khi nào mà em thấy tìm được một người phù hợp với mình với lại người đó thương em thiệt lòng thì lúc đó sẽ cưới ạ. À, sao em giống anh quá, tại vì anh bây giờ thì má anh cũng mong mỏi hàng ngày luôn là và đó là lý do nhất. Và lý do thứ hai thì đúng là anh muốn vợ thiệt. Có gia đình anh thích chia sẻ việc nhà với vợ không vậy? Cái vấn đề nhà việc nhà thì anh làm được. Dạ. Nấu ăn hay là giặt giũ hay là sửa ống nước sửa điện thứ gì anh đó làm được ok. Em đang tìm người biết sửa điện sửa nước. Ủa bạn nam biết nấu ăn luôn hả? Dạ. Wow, nấu món gì ngon nhất? Dạ thì em thì có sở trường chỉ làm được món bánh xèo chị ạ. Trời ơi, đổ bánh xèo luôn. Vậy là giỏi lắm rồi. Muốn trai con gái gì nói luôn đi. Con muốn thì... vợ quá mình phải nói hết đi chứ em. Dạ, muốn con thì anh muốn là nếu mà có điều kiện kinh tế thì khoảng chừng 3 con đứa. Em thích 3 đứa à. Phải có ít nhất điều kiện ít nhất phải có một đứa con gái. Dạ, em thì em thích con trai. Vậy nếu mà mốt mà sinh con gái thì anh sẽ đặt tên, còn nếu mà con trai thì em đặt tên được. Dạ. Anh biết hát nhạc sến gì không anh? Nhạc sến hả? Dạ. Hát trước đám cưới hay là hát trước mọi người đông như thế này anh chưa hát bao giờ. Giờ làm thử đi, làm thử ra đi. Cho nên chỉ cho cùng thì anh nên nằm bỏ quan. Không bên Tây bên Tàu mà chơi với hương Việt Nam. Anh cầm đón chẳng sang chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Trời ơi trời. Không hát mà ông căng thẳng dễ sợ. Lúc nào mà vợ buồn thì buồn là hát nha. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ anh cho em giữ không vậy? Thì anh nghĩ thì vấn đề giữ tiền thì ai quản lý tốt hơn thì người đó giữ. Nhưng mà anh thì tự nhận là anh quản lý tiền anh rất là kém. Em cũng kém luôn anh ơi. Để chị giữ giùm cho. Để anh với Tường giữ cho. Tôi cần gì lấy cũng được. Thôi giờ mình nói một câu gì tận đáy lòng của mình. Thì anh đấy nãy giờ gặp em thì anh thấy là yêu em. Từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Quá xuất sắc. Em á, về ngoại hình là em ốm lắm, em xấu lắm, nhưng mà em không phải là một người yêu lý tưởng, nhưng mà nếu là một người vợ thì em sẽ hết lòng vì chồng vì con ạ. Anh trai nói một câu gì đó cho bạn nữ tự tin đi. Đẹp đấy. Dạ, có ai nói gì không? Dạ có. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em sợ bạn nữ không bấm nút thôi ạ. Sợ bạn nữ không bấm nút hả? Dạ. Nào, 3 2 1 hết thời gian. Bạn nữ đã bấm nút. Mừng quá. Có vợ rồi, có vợ rồi. Đây, cầm tay vô. Rồi, hôn đi em. Nụ hôn đầu đời của em á. Này cũng đầu đời của anh luôn mà. Trời ơi, càng có tay quá vậy ơi. Đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nói buông mới buông nha. 2, 3. Im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Dạ chưa có đụng anh ơi. Ủa chưa đụng hả trời, bạn gái nó chưa đụng vậy. Chưa đụng vậy ông. Đụng mạnh vô là làm lại. Chị nào được thôi. Mạnh vô, im, giữ im. Giữ im. Im luôn. Thôi hợp quá. Thôi hợp quá. Im có cái vụ này lắm nha. Tập này như là kiếp trước gặp nhau rồi nè. Coi kỹ trời ơi, sánh đôi quá vậy trời. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ, được anh. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ờ. Cũng được. Được ha. 3 ngày được là gọi tôi nha. Dạ. Hát tặng mọi người một bản. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà góc vui thì em hát một đoạn. Rồi. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ. Chết rồi. Anh thì thường đi, nếu đi tắm biển thì anh sẽ chọn lựa chọn buổi chiều. Dạ. Buổi chiều. Đã nói chuyện tình yêu đi, nói chuyện tắm. Thế thì bây giờ hiện tại là em đang ở Sài Gòn thì em là ở đâu em? Em ở bên Tân Bình ạ. Anh ở quận 7 nhưng mà cũng gần, không sao hết. Dạ. Có thể cho em tí nhạc không anh? Có nhạc. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Trần Quang Linh, năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Hà Tĩnh. Hiện tại là đang là quản lý dịch vụ khách hàng tại Lotte Mart quận 7 ạ. Rồi, chào bạn, bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, năm nay em 24 tuổi. Hiện em là kế toán của một công ty dược. À, mình làm công việc này được bao lâu rồi? Dạ, em làm được khoảng hơn một năm rồi ạ. Giới thiệu về mình một chút, mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Em là một người rất là lạc quan, vui vẻ và hòa đồng. Em rất thích một câu nói là cuộc sống thật ra tươi đẹp lắm. Nếu như không thì chỉ là do bạn nhìn sai cách mà thôi. Tại sao bạn lại chưa có bạn trai? Ai cũng hỏi em như vậy hết. Em chưa có bạn trai, chắc là duyên chưa tới vậy Tường à. Từ trước giờ đã có mối tình nào chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn? 24 tuổi, chưa một mối tình nào. À, còn bạn? Một người phải nói cũng rất là lanh lẹ, quản lý trong một cơ quan cũng khá lớn luôn. Ngày nào cũng ra vào biết bao nhiêu người đẹp như vậy. Dạ. Sao mà chưa tìm cho mình được ý trung nhân? Trong công việc thì mình nguyên tắc quá, khó tính. Đòi hỏi mọi người phải là thực hiện đúng cái nội quy đó chứ không được phép là sai. Thì chính vì vậy mà hầu như là những cái bàn mà gần mình là toàn thấy mình là chạy không thêm. Sợ quá chạy luôn chứ không có dám lại gần. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình, dài nhất là gần 4 năm. Gần 4 năm thì là dài lắm đấy. Dạ. Nhưng lý do tại sao phải chia tay bạn? Bởi vì bạn nữ ra Hà Nội xa mặt chắc là cách lòng nên bạn nữ có cái ý trung nhân nào khác đó gì nên là bạn ấy chia tay mình. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh làm lâu chưa? Em vào thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2015. Tức là mới vào đây thôi. Dạ vâng ạ. Bây giờ bạn muốn lập nghiệp ở đây hay là đưa bạn gái về Hà Tĩnh rồi làm dâu ở Hà Tĩnh? Thì em nghĩ là với cái công việc hiện tại của em thì em phải ở đây chứ không về Hà Tĩnh thì không thể làm được gì được. Ủa sao giật mình dữ vậy em? Dạ bởi vì hiện tại thì em làm việc ở Sài Gòn, nhưng mà nhà em thì cũng ở dưới thành phố Vũng Tàu á. Dạ. Mà về Hà Tĩnh thì chắc sao quá. Nhiều đó là nhầm nhò gì, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà em. Dạ, khi nào yêu đến mức đó thì chắc được.
bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Trước tiên là em rất thích người có trách nhiệm ạ. Em không thích những người mà không có trách nhiệm với bản thân mình, với công việc cũng như trong cuộc sống. Làm việc nửa vời á. Đã nói là làm, còn nếu không thì thôi đừng có nói. Em còn trẻ mà có vẻ người hơi cứng nhắc trong mọi thứ hả? Lúc em có thói quen gì không? Hay lúc mà em buồn hay là có sở thích của em là cái gì? Sở thích của em là em hay nghe nhạc. Nghe nhạc nhiều chắc là hát cũng hay lắm đúng không? Hay hát tặng mọi người một bản. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà góc vui thì em hát một đoạn. Rồi. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ. Chết rồi. Chết rồi. Không sao, không sao, không sao. Vậy giờ mình vô điệp khúc luôn đi. Dạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Bạn Nam. Rồi sao bạn Nam? Anh đã đi muôn nơi, vẫn nhớ về quê em Hà Tĩnh, một miền quê xao xuyến ân tình. Anh đã đi muôn nơi, chiều nay về tắm màn rong lá, biển thiên cầm xôn xao mùa nắng. Xin lỗi. Bạn muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m57 trở lên là ok. Cũng đừng son phấn quá mức. Rồi thì sơn móng tay mà lòe loẹt quá. Cần phải có một sự chung thủy và chia sẻ công việc với nhau, tin tưởng lẫn nhau. Không thích gì người phụ nữ? Phụ nữ độc đoán. Rồi. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì trong công việc thì rất là nhiệt tình. Đã nói là làm. Nói mà không làm thì em không làm. Chính vì vậy mà em rất là khó tính trong công việc. Không hút thuốc, uống rượu, bia thì tất nhiên phải có để mà giao lưu. Còn về nhược điểm thì trong tình yêu hơi rụt rè một tí. Hơi rụt rè không sao. Nói tóm lại là trong công việc là rất là cá tính, nhưng tình yêu hơi rụt rè. Như vậy là cũng rất dễ thương. Xem đàn gái thế nào nha. Thôi, chào bạn. Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thích một người có bản lĩnh. Đây, anh này bản lĩnh rồi. Có quản lý như vậy rất bản lĩnh rồi. Có ý chí trong công việc cũng như là trong cuộc sống nữa. Rồi, có luôn. Từ Hà Tĩnh vào đây làm việc như vậy rất là có ý chí. Dạ, rất quan tâm chút xíu. Quan tâm, anh quan tâm nhiều người lắm. Cả một cơ quan người quản lý phải quan tâm đến từng người chứ đúng không? Nói tóm lại là anh ấy có đạo đức và có năng lực. Anh có năng lực, đạo đức? Chưa biết. Để hỏi. Rồi. Sao nó yêu cầu bạn đó, bạn thấy sao? Yêu cầu phải có đạo đức. Đạo đức thì em nghĩ rằng là mình dạo dâm cho chị. Ôi trời, đẹp trai thế. Đẹp trai mà. Chị khen em đó. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Sao em không khen lại chị? Dạ, chị xinh quá. Cảm ơn chị nhiều. Thì trong gia đình em thì có ba chị em, nhưng mà chị đầu thì có chồng rồi. Còn chính vì vậy mà những cái công việc nhà ở trong nhà thì hầu hết là khi mà em ở nhà là về nhà là em phải làm hết. Chứ không có chuyện mà nói là đây bây giờ cái giặt quần áo của mẹ đó không giặt hoặc cái gì đó, không phải. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1 đến 2 năm. Hôm qua tìm hiểu mà nếu mà được thì sẽ tiến tới hôn nhân luôn. Mọi thứ mình đã sẵn sàng hết, gia đình ok hết chưa? Dạ cũng ok rồi. Rồi ha. Vâng. Nếu mà lập gia đình thì bây giờ mình vẫn sống ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đúng rồi ạ. Và đặc biệt là em rất là thần tượng bố mẹ em. Đó là bởi vì trong gia đình thì không thể nào mà tránh khỏi được cái lúc mà cơm canh chẳng lành. Đúng rồi. Nhưng mà mẹ em thì chẳng bao giờ bỏ bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình hết sức là quan trọng. Có giận, có gây, có gì cũng phải nấu cơm nấu nước phải không? Dạ đúng rồi. Ngược lại, thí dụ mai mốt hai vợ chồng lấy nhau rồi vợ cũng nấu nước mà chồng có bỏ đi hay về ăn, có về ăn cơm không? Chuyện đó thì không có bao giờ có. Chắc không? Cơm nhà là quan trọng nhất. Vậy nha. Bởi vì em rất thích ăn cơm nhà. Rồi. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với hai đồng nghiệp của em ạ. Rồi. Chào hai bạn. Em chào anh Linh, chị Tường. Rồi, chào hai bạn. Em thấy là bạn này rất là được, ok đó. Đảm bảo luôn là anh kéo lên anh sẽ thích. Hay quá ta, biết rõ là anh kéo lên anh sẽ thích. Linh, anh dễ thương, dễ tính không em? Tính của anh Linh á, thì rất là nhiệt tình, quyết đoán và rất là thẳng thắn. Y như hồi nãy bạn nữ đã nói á, bạn gái này là đúng như cái mẫu lý tưởng của bạn Linh luôn á. Ồ, vậy hả? Đúng rồi, tại Linh rất thích một người rất là thùy mị và dịu dàng. Và nói chung là không có phô trương vẻ bề ngoài nhiều. Rồi. Em mà có đi với ai không? Dạ có. Ai đâu? Em đi với dì và hai chị họ. Rồi, cho chị gặp dì với hai chị. Dạ, chào dì. Chào Quyền Linh với chào Cát Tường. Dạ. Dạ, dì dạ, nhận xét một tí xíu về... Thì theo sao thấy á là...
bạn trai cũng được, hiền, dễ thương. Sao thấy trước mắt là hai đứa có thể tìm hiểu. Cảm ơn Sáu. Dạ, cảm ơn Sáu. Cảm ơn Sáu ạ. Rồi bây giờ mình mở màn lên cho hai người gặp mặt nha. Kéo màn. Tóc đẹp quá. Các bạn có thời gian để trao đổi với nhau, tìm hiểu nhau. Nào, mời bạn. Anh có món quà tặng em. Họ em cảm ơn anh. Giỏ hoa đẹp quá, bạn lựa đó à? Dạ, em lựa. Giỏ hoa đẹp đấy. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào em. Em thấy anh sao? Nhìn anh rất đẹp trai. Anh cũng hiền đó. Chưa, chị mà khen đẹp là đẹp hả? Chị khó tính lắm, chị nói đẹp là đẹp. Em ở Vũng Tàu đúng không? Dạ đúng rồi, nhà đúng em rồi, quê biển thì quê anh cũng quê biển. Anh có hay đi tắm biển không? Thường xuyên. Dạ. Anh đi thường buổi sáng hay là buổi chiều? Anh thì thường đi, nếu đi tắm biển anh sẽ chọn lựa chọn buổi chiều. Dạ. Buổi chiều. Đã nói chuyện tình yêu đi, nói chuyện khắp. Anh Lên quan điểm thế nào về tình yêu? Anh nghĩ rằng tình yêu thì cần có sự chia sẻ và hy sinh cho nhau. Bởi vì khi một bên mà đã không có sự chia sẻ và sự hy sinh cho nhau thì sẽ dẫn đến cái tình trạng nó tan vỡ ngay lập tức. Chính vì vậy mà mọi người phải hiểu và hy sinh cho nhau để mà cả hai cùng vun vén tình cảm đó. Em cũng đồng ý với ý kiến đó. Cho anh hỏi một tí là bởi vì bây giờ em 24 tuổi rồi mà lúc này em còn nói là chưa có người yêu thì cùng sinh mà không có người yêu thì anh cũng có thể là... Bởi vì á, lúc em đi học á, thì ba mẹ... Nói chung là không muốn em quen ạ, nên em không có ý định quen. Dạ. Còn 2 năm về đây thì em đi làm, nói chung là và cũng có một số việc cần làm, tự học nên là không có đi chơi nhiều. Nếu đi thì cũng đi với gia đình hoặc là bạn thân thôi ạ. Vâng. Thế thì bây giờ hiện tại là em đang ở Sài Gòn thì em là ở đâu em? Em ở bên Tân Bình ạ. Anh ở quận 7 ạ. Nhưng mà cũng gần, không sao hết. Nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ đấy chị. Nếu mà giả sử như có sự đồng ý của hai cả anh và em á, thì chúng ta về gia đình thì chúng ta sẽ có bao nhiêu người đứa con? Thật ra là em thích sinh 3 người con. 3 người con. Nhưng mà còn không biết sao nữa. Gia đình anh cũng 3 người. Quan trọng là vấn đề là dù trai hay gái thì đều không quan trọng. Wow, vậy thì tốt rồi ạ. Cái hướng phát triển kinh tế khi lấy nhau như thế nào? Khó không mà đẻ cho giữ vô. Dạ chắc là cái đó thì sẽ có đấy chị. Em cũng ngoài cái công việc này thì em cũng rất là thích kinh doanh. Nếu em có ý định về thành phố Vũng Tàu sinh sống và làm việc thì anh thấy sao? Cái đó thì anh phải hỏi sếp anh để xem thử chuyển về Lotte vụt mắt Vũng Tàu không đã. Anh khi gặp em thì anh thấy nào? Em xinh dễ thương. Nói chung thì anh thấy thích. Cảm ơn anh Linh. Rồi em xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn em sẽ nhảy một bài cha cha cha. Rồi, vỗ tay. Cha cha cha. Có thể cho em tí nhạc được không anh? Có nhạc. Thôi được rồi, dạ con cảm ơn. À như đó thôi đó hả? Khi nào mà hai người cùng nhảy với nhau khi đó mới có phăng, có bè. Hai người cùng nhảy mệt lắm à. Bây giờ mình nói mỗi người một câu nữa. Anh nghĩ rằng là mình cho nhau một cơ hội nhé. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Hai người dắt đi luôn đi. Cho em cơ hội nha, dạ rồi xong luôn rồi. Dạo này sao mình thấy giống như cái công việc của mình nó thừa thải hay sao á. Vậy thích hơn á, cạnh đó. Khỏe ha. À, khỏe ra vậy đó. Vậy còn vui nữa. 3 2 1 rồi, hết thời gian. Ủa em bấm rồi mà nó không lên. Khó kìa. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau. Cho anh nắm tay được không? Cảm giác thế nào bạn trai? Nói chung là bây giờ vẫn còn run. Lý do chính là em đến đây là vì em ế anh. Em thì người ta nói thì em hơi giống như diễn viên Lương Thế Thành. Em đi làm về thì cũng đi học anh văn, tại vì em rất là thích học anh văn. Rồi đi mốt có cô giáo dạy luôn, khỏi cần đi đâu xa. Dạ. Mình sẵn sàng một buổi tiếng Anh giao tiếp cho bạn. Tại bởi vì em cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên. Gì vậy?
Dạ, để vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn. Hay quá, một công đôi việc ha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ vâng, em xin chào chị Cát Tường. Rồi. Xin chào anh Quyền Linh và rồi, xin chào quý vị khán giả. Chào bạn. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường xinh đẹp. Dạ, em tên là Lê Đăng Hậu, năm nay em 26 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của tập đoàn IAK. Quê mình ở Đồng Nai luôn hả? Dạ không, quê gốc em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy thì cưới vợ xong về ở Đồng Nai hay là ở Bà Rịa Vũng Tàu? Dạ, cưới vợ hôm trước hết thì là ở Đồng Nai. Mà vẫn tùy thuộc vào công việc của bạn nữ mình. Rồi bây giờ mình sẽ nghe bạn gái bên kia giới thiệu nha. Trời. Em là Anh Thư. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên văn phòng cho công ty là sản xuất các đế giày, dây giày Nike. Em làm ở khu công nghiệp Long Thành. Dạ, cũng gần với khu công nghiệp Nhân Trạch, chỗ bạn Nam làm luôn ạ. Ngoài ra em còn là giáo viên tiếng Anh. Ban ngày đi làm giờ hành chánh rồi tối về đi dạy tiếng Anh nữa. Dạ. Vậy thời gian đâu mà giờ hẹn hò thì đi chơi lúc nào đây? Cuối tuần chị. Em ế thì chắc cũng bởi vì em là con một trong gia đình thì cái việc tuổi tác gia đình cũng quan trọng. Bây giờ tuổi nào là hợp? Em chỉ bị kỵ là tuổi Hợi với tuổi Tuất thôi. Bạn trai tuổi gì? Dạ em tuổi con dê chị ơi. Thình. Trời, thở ra. Tuổi con dê là được rồi ha. Tại sao, lý do nào mà bạn đến đây? Cái lý do chính là em đến đây là vì em ế anh. Đến lý do tại sao ấy mình có thể được kinh nghiệm không? Là vì em đi làm về thì cũng đi học anh văn. Tại vì em rất là thích học anh văn. Rồi mai mốt có cô giáo dạy luôn, khỏi cần đi đâu xa. Yeah. Mình sẵn sàng bồi bổ tiếng Anh giao tiếp cho bạn. Học phí sao? Học phí sao? Nếu như các bạn có lấy học phí không ạ? Học phí thì để mình xem thử cái tấm chân tình, chân thành của bạn như thế nào. Nhưng mà đối tượng của bạn dạy hồi xưa giờ là đối tượng dành như thế nào? Dạ, tầm cấp 2, cấp 3 thôi. Này cấp 4 là cũng dạy nổi không? Dạy lên có người ra trường không bạn? Dạy tốt chị. Tại bởi vì em cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên. Chi vậy? Dạ, để vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn. Hay quá, một công đôi việc ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình thích bạn gái thế nào? Trước hết là phải là anh gái trước đã. Không, bạn gái mà không là anh gái chứ. Dạ, nhưng mà là, nói chung là anh gái dễ thương. Rồi giỏi ngoại ngữ. Rồi cái tính tự lập cao. Tự nhiên nghe bên đây tên giỏi tiếng Anh, cái vô rồi giỏi ngoại ngữ. Cái này có đưa ra trong chương trình khi mà chọn người yêu không? Dạ có chị. Thiệt không? Dạ thiệt đúng chị. Có, người ta mới tìm giống vậy đó. Dạ. Ha, yên tâm. Tề gia nội trợ gì được không bạn? Dạ, sở trường của em thì là ca hát. Thì em nấu ăn rất là ngon. Wow. Em tự tin. Thôi giờ mình hát một bài trước đi. Và anh sẽ là tiếng Anh hâm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Bên cảm nhận như thế nào bạn trai? Mỹ Tâm bên đây mình làm Đàm Vĩnh Hưng luôn đi. Ngày mai em là cô dâu mới. Ngày mai em được ở bên người. Nói chung là mà ngày mai em sẽ là cô dâu mới đó. Không, ý em là nói cho bạn bên kia thôi. Thì nói bên kia đó. Mình có lợi thế gì vào những cái khuyết điểm gì? Em thì người ta nói thì em hơi giống diễn viên Lương Thế Thành. Dạ, diễn viên Lương Thế Thành rồi tính tự giác và độc lập rất là cao. Dạ. Khuyết điểm của bạn là gì? Em hơi lười giặt đồ. Không sao, có máy giặt. Yêu thương. Có lười tắm không? Dạ không, một ngày em tắm tới 2-3 lần luôn chị. Tắm mặc đồ cũ lại hả? Dạ không, một ngày em xài tắm 3 bộ đồ luôn chị. Sáng tắm, tối tắm, đi làm chị. Đồ chất đóng trong nhà vậy hả? Dạ em hai ngày em giặt đồ lần chị ơi. À, bên kia. Bạn thích một người bạn trai như thế nào? Dạ em chỉ cần 4 tiêu chí thôi. Đó là có năng lực, có đạo đức, sống có ước mơ hoài bão và chân thành giản dị. Điểm nào không thích ở người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt, tính toán, không cần người đó phải quá đẹp, xấu múi, mà chỉ cần là biết chơi thể thao, có giữ gìn sức khỏe tốt là được. Chứ không cần cao thấp. Chắc chắn phải cao hơn em rồi ạ. Dạ, Lương Thế Thành đấy hả? Dạ đúng rồi. Không có người ta nói. Không, anh cũng thấy giống đấy. Mình tính khi nào mình tính tới hôn nhân? Năm nay hoặc cuối năm nay hoặc là sang năm sau. Nhanh dữ vậy hả? Dạ, mình có chuẩn bị gì chưa?
cũng một ít rồi chị. Bao lâu thì mới mua nhà được? Cuối năm nay em sẽ mua đất. Mua nhà thì chắc là hai vợ chồng góp chung để mua. Không, mua đất trước rồi xây nhà sau cũng được. Có cái lộ trình là đúng được rồi, có tính toán, nói quan chung trọng có là kế hoạch. Có lộ trình cho mình tính toán, mình phấn đấu. Được không chị? Được. Hợp lý, nói chung là có chị thích những người mà có cái coi đàn gái lập trình nữa, mình phải có hoạch định cái tương lai. Đúng rồi. Vậy là được rồi. How you fa thank you sit down please and you. Em không hiểu anh ơi. Anh nói còn không hiểu lấy gì em hiểu. Bây giờ em thích người đàn ông làm gì cho mình? Nói chung là em thấy bạn đó là có chí hướng, có tương lai và có xác định là kết hôn là em thấy là tốt rồi. Được. Dạ. Chỉ sợ là bạn có những cái tật xấu như là nhậu nhẹt hay là lăng nhăng thì em không thích thôi. Không, bạn bên đây tuy còn trẻ tuổi nhưng mà thấy chững chạc lắm. Dạ. Có chí hướng, có phấn đấu, có mục đích luôn. Lát em hỏi dùm cái vụ nhậu nhẹt có không, em quên hỏi. Không có nhậu đâu. Thấy tướng không có nhậu rồi đó. Lăng nhăng không? Dạ. Không có lăng nhăng. Giống... không có lăng nhăng đâu. Kinh nghiệm lắm, nhìn sơ quyết liền. Bậy đi, không hỏi rồi đứng ra nói bậy rồi mai mốt người ta đổ. Anh hứa mà. Em không có lăng nhăng đâu chị ơi, em tuyệt đối trung thủy chị. Chỉ có mặc áo hơi nhăn thôi. Không có lăng nhăng. Cái này là em tin tưởng lời anh Quyền Linh. Nếu mà có vấn đề gì em sẽ mắng vô anh. Kiếm anh. Anh lo. Hay quá, tôi vấn đề nha. Chỗ là giờ là khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Phải nghĩ là đợi tới năm trước là một năm nữa. Coi tuổi. Coi tuổi hả? Tin vào phong thủy. Thí dụ bây giờ mình quen nhau, mình yêu nhau hết sức mình luôn, nhưng mà khi mình đi coi tuổi thì không hợp, rồi tính sao? Thì chắc không dám kết hôn đâu, chỉ có về ở nhau thôi. Hả? Cái kỳ vậy? Tinh thì bói dữ vậy trời. Trời ơi, này căng à nha. Cô gái này phong thủy dữ dội lắm nha. Cô bên kia là tính toán vững chãi trong cuộc sống. Nãy giờ anh nói nghe rồi gì? Dạ. Đừng làm anh thất hứa nha. Dạ. Hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ, em có đi với mẹ em và dì của em ạ. Rồi, chào cô. Chào Quyệt Linh và chào Cát Tường. Dạ. Trước mắt thì cô thấy là bạn nam rất là dễ thương. Dạ. Cái quan trọng là hai cháu tự chọn và dạ, cái cảm nhận của hai cháu. Giờ tự chọn, mà giờ chọn xong rồi rủi cô đi coi tuổi, cô nói không hợp này, không hợp cái kia, phong thủy không được rồi. Chết tụi nhỏ à cô. Nếu mà về tuổi như vậy thì được rồi. Nói chung là mình muốn thì cũng mình tính không bằng trời tính, mình cũng đúng rồi, cũng mức độ nào mà có thể chấp nhận được thôi. Dạ. Con chào cô, hôm nay con rất là vui được gặp cô ạ. Dạ, con thì cũng rất là tình cảm và nhiệt tình trong việc và nói chung là thích giúp đỡ mọi người. Con cũng đến đây cũng là muốn đến kiếm một người bạn gái, một người vợ thật sự, chứ không con không có lăng nhăng đồ này kia. Dạ. Thôi cô cũng cảm ơn chương trình. Bây giờ để cho hai cháu quyết định. Dạ. Rồi, mình bạn có đi trai, với ai không? Có đi với ai dạ, không? Có đi với em trai với lại bạn đồng nghiệp ạ. Dạ. Em ruột hả bạn? Dạ, em ruột của em ạ. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Nói về chị thì chắc là em thấy là chị là thật là đẹp xinh thật lung linh rồi đó. Quan trọng là anh trai của em có đủ cái thuyết phục để cho chị bấm nút nữa hay không thôi. Đúng rồi, hay quá. Em trai đúng là... số 1 luôn. Vấn đề chỗ em thôi đó ha. Yeah. Rồi còn người nữa, hỏi luôn ý kiến người nữa. Bạn đồng nghiệp. Yeah. Ở cơ quan có nhiều cô theo hậu không? Hay hậu có theo nhiều cô không? À, hậu cũng không có ai để ý cho công ty. Cái gì vậy? Đẹp trai, tài năng nhưng mà không ai để ý. Chắc có thể là do chưa có duyên. Có thể bạn gái này nay gặp gỡ là một cái duyên của hậu. Ừ, hy vọng vậy, cảm ơn bạn. Rồi chúng ta kéo rồi, màn lên ha. Bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Cô bên kia xinh lắm ha. Chàng trai bên đây cũng đẹp trai, hai bên thấy hợp lý rồi đó. Cảm ơn. Quan trọng là em nói thế nào để bên kia bấm nút thôi nha hậu. Anh chào em. Anh có món quà tặng em. Em có tính gì cho chuyện tương lai chưa? Dạ có ạ, có nên em mới đến đây. Anh thì rất là thích giáo viên dạy tiếng Anh. Lần trước anh cũng đã bị lỡ một lần rồi. Chắc là hôm nay là duyên số mới được gặp em. Ủa lỡ là lỡ cái chuyện gì? Dạ, đó em có công việc em không đi được. À, mời lên một lần mà không được. Không, cái này chắc là mình có duyên đó anh. Tại bởi vì lần trước thì em cũng bận đi học. May quá hôm trước gặp bà kia sáu mấy tuổi á. Anh có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Anh không biết hút thuốc. Tập hoài nhưng mà tập không có được. Tập cái gì? Tự nhiên không biết tập làm gì? Dạ, bạn dụ tập. Thôi. Nhưng mà em tập không được nên là em ghét quá em bỏ luôn. Anh thì anh làm từ thứ hai đến thứ sáu. Thời gian buổi tối thì anh thường đi học thêm về tiếng Anh nhiều. Nhưng mà chắc anh nghĩ là sắp tới anh sẽ không đi học nữa. Ôi sao kỳ vậy? Đăng ký một khóa mới. Chắc là anh sẽ không đi học nữa. Em tính chuyện học phí đi. Cô là cô, bồ là bồ nha. Lúc cô, lúc bồ là mệt lắm nha. Dạ, em cũng hy vọng cái ngày đó sẽ tới là bồ, vừa bồ vừa cô luôn nè. Vậy
em tính sau này sẽ sinh mấy đứa con. Em nghĩ là cái này mình phải tùy vào kinh tế tài chính của gia đình nữa, phải đầu tư vào chất lượng giáo dục và cũng như là cuộc sống cho con cái thì một hay hai đứa cũng được. Em có biết vì sao là anh lại thích cô giáo dạy tiếng Anh tiếng Nhật không? Là tại vì anh thích sau này sinh con ra sẽ cho con đi du học. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để hẹn hò và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, em thấy anh là một người con trai rất là gọi là hiếm có, rất là hiền. Dạ. Anh thì nói chung anh nhìn em là anh thấy là thích. Còn là anh cũng có thể nói sau cũng được, còn nhiều thời gian để tâm sự với nhau mà. Trời, chưa gì hẹn hò trước rồi. Thôi được rồi, nói chung cặp này là tôi thấy ổn lắm rồi. Rất là được. Bữa giờ tôi làm mai tôi thấy cặp này tôi ưng nhất nè. Hợp lý, hợp tình. Mình có 3 tiếng đếm để quyết định. Xứng đôi vừa lứa. 3 2 1 5. Hãy đến gần cô ấy, nắm tay cô ấy để cảm nhận buổi gặp mặt đầu tiên nào. Dạ không, anh có thể cho em hôn cô ấy một cái được không ạ? Được. Nào. Em cho hôn tay thôi ạ. Ồ, rất là hiện đại, không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút này nhé. Có mẹ, có em trai, có bạn đồng nghiệp và cả hàng triệu khán giả. Mong rằng các bạn sẽ đến gần nhau hơn. Từ sau khi cái mối tình cũ á, em cũng buồn nhiều. Với lại em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hy vọng là cô ấy quay lại. Hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Hả? Đi về em, đi về. Đi. Và cái thứ hai là em có một cái mùi hôi cơ thể. A few moments later. Nghe nghe. Dạ dạ vâng. À dạ. Đứng lên nói chuyện nghe chứ. Dạ. Thì đứng sao bạn? Thấy đẹp trai không? Dạ. Để tôi đứng xa đây nhầm của tôi à? Dạ. Đứng sát sát một chút xíu nữa thôi. Dạ. Không. Đúng, ok, không okay. Nói nổi, không nổi. Bạn dạ. Tên gì giới thiệu luôn? Em tên là Bùi Hòa Bình. Năm nay là em vừa mới bước qua tuổi 30 rồi. Em làm về kinh doanh. Dạ. Rồi, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Tài quá trời các bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn cùng chơi. Dạ, em là Trần Minh Nguyệt, 25 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy tiếng Anh với dạy nhạc. Dạy tiếng Anh và dạy nhạc, dạy ở đâu em? Ở Vũng Tàu. Ủa mà em dạy ở Vũng Tàu hả? Dạ. Là hiện giờ em ở Vũng Tàu luôn. Em ở Vũng Tàu luôn ạ. À, là hôm nay lên đây để tham gia chương trình thôi hả? Dạ đúng rồi. À, ủa anh kia quê ở đâu nãy nghe chưa rõ. Dạ dạ em sống ở Sài Gòn chị ơi, thành ra là đi cũng gần. Nhưng nếu giờ ba quen bạn gái ở Vũng Tàu thì tháng ra mấy lần? Chắc một tháng em ra được 2 lần. Đúng rồi. Tháng 2 lần thì em tháng hơi ít chị, tháng có 2 lần là ít rồi. Ý em muốn một tháng mấy lần? Tuần lần. Tuần lần. Được không? Tuần lần là coi như tháng 4 lần. Dạ thí dụ như mà một tháng 2 lần mà một lần 2 ngày được không chị? Người chơi thấy tiếc chút sức khỏe rồi không? Dạ. Tiếc chút công sức. Không có, dạ. Thấy không đúng, được. Đúng rồi, không có nhiệt tình lắm. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Mình nhiệt tình quá mà. Mới quen thì chơi không nhiệt tình rồi. Ta bận công việc, bên đây là làm giám đốc phát triển thị trường đúng không? Dạ vâng, em hiện đang làm về thang máy. Bạn làm nghề thang máy, bạn làm giám đốc phát triển thị trường, bạn đi suốt như vậy. Dạ. Đúng là không có thời gian quen bạn gái rồi. Dạ. Không lẽ mình không có chừa một cái khoảng không gian nào cho bạn gái hay sao? Em từ sau khi cái mối tình cũ á, em cũng buồn nhiều. Với lại em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Hả? Đi về em, đi về. Đi về. Vẫn còn yêu bạn kia. Không anh. Sao bạn nói mà vẫn mong quay trở lại? Dạ tức là trong một cái khoảng thời gian đó thì nó cũng buồn cũng lâu lắm. Nhưng mà một ngày cái mình nhận ra là tại sao mình cứ phải buồn hoài à? Đúng cuộc rồi, sống của mình à? Cuộc sống của mình có 60 năm trời à? Hả? Thôi đừng có nói chuyện cũ buồn nữa, bên đây tao muốn đi về rồi đấy nè. Không, 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 không.
Dạ có chứ, anh nghe bài Khi Người Đàn Ông Khóc chưa? Nè bây giờ bạn này rất là tình cảm. Nói nữa là bên đây cổ đi về đó nha, nóng lắm rồi đó nha, giận rồi đó. Giờ nè em nói những cái điểm mạnh của em cho anh nghe coi. Dạ, thật ra em tới đây giống như là em muốn trình bày hết những cái tư tưởng tình cảm của mình để mà mình chọn cái người phù hợp. Thì em nói hết lèo thôi, khuyết điểm thì em có nhiều lắm. Thứ nhất em là một người rất là thẳng thắn. Thứ hai em hơi nóng tính. Em nghĩ khuyết điểm cũng hơi bự đó chị. Hơi nguyên tắc, có nghĩa là một vài lần gặp em thì em sẽ rất là nguyên tắc, khó gần. Nhưng mà thân rồi thì cũng vui lắm, không có gì đâu. Với lại hơi có cảm xúc mạnh á. Có nghĩa là mình nói cái gì, mình làm cái gì mình cũng phải dồn hết vào mình nói, mình làm ngay lúc đó đó. Nghe con người mình có tư chất nghệ sĩ. Đúng rồi đó chị. Cho nên là mình làm việc theo cảm xúc. Hay là bây giờ là thích mà nói vài câu quê là họ thích hết thích. Có nghĩa là cảm xúc hơi tuột rồi đó. Nãy giờ là tuột. Tới đây là tuột rồi. Bởi chị biết em tuột mà chị đang ráng bơm em lên. Bạn nói gì cho nó hết tuột ơi, nói gì cho nó hết tuột ơi. Em hơi lạ đó là em học luật, em tốt nghiệp đại học luật. Em có một thời gian qua Úc học một năm rồi. Em về đây hồi đầu năm em cũng đi làm rồi, nhưng mà bức bách quá, thế là em bây giờ chỉ có đi dạy tiếng Anh và đi dạy nhạc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có một số ưu điểm như sau. Đó là em thích chăm sóc nhà cửa, em rất thích nấu ăn. Ước mơ lớn nhất của cả đời em là có một cái khu vườn nhỏ của mình. Đại khái là phát triển mô hình vườn rau sạch. Vườn rau sạch? Dạ, làm nông dân đại khái vậy đó chị. Và hôm nay em đến đây là em khát khao gặp người đàn ông như thế nào? Cũng không cần giống em lắm đâu, tại em thấy em cũng hơi lạ đó, cho nên là chỉ cần hiểu thôi. Với lại vun đắp trồng làm một khu vườn cho em. Có khao khát không? Dạ thì những cái sở thích với lại những cái tính cách của bạn đó thì giống y chang em luôn. Cái mong ước của em cũng là trồng rau sạch luôn. Thật ra mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá. Mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống, hoặc là em về mình biển gì đó em sống, và em sẽ trồng rau, nuôi cá, nuôi bò vậy đó. Cũng cùng sở thích ha. Dạ. Khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn kia biết luôn. Nhắn đi để bạn tụt cảm xúc á. Ưu điểm là em rất là vui tính, em hài hước. Và em nói chuyện thì nó dễ gần. Dễ gần, nó mới lên câu đầu tiên là thấy là dễ quê rồi chứ dễ gần. Dạ, tại vì em muốn chia sẻ cái thật của em nó đang là như vậy. Tức là trong quá khứ thì... Bỏ khoảng quá khứ đi, bỏ. Mình phải sống tới cái vườn rau sạch phía trước. Dạ. Thì cái yếu điểm của em á, thứ nhất á là em ngủ ngáy. Và cái này là... Tụt nữa. Sao tụt nó hết khuyết điểm mà nói ra. Và cái thứ hai là em có một cái mùi hôi cơ thể. Dạ thành ra có là đâu, có gì đâu. Ngoài những cái phần đó thì nhưng mà bù lại cái chuyện mà mùi hôi á thì em hay tắm lắm. Thành ra một ngày em tắm cũng 2 lần. Tôi không hôi mà ngày tôi cũng tắm 5 lần. Dạ. Và dạ chị ngửi thấy mùi gì không chị? Nó thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Mùi cơ thể tôi không phải mùi hôi. Dạ. Cái đó người ta giấu đi, ai đâu mà lên mà phủ ầm vô người ta vậy. Người ta một cái người nghệ sĩ mong manh ngồi bên kia kìa. Dạ. Tên gì mà quốc nãy giờ người ta tụt cảm xúc tụt tới dưới, tôi mới có lâu lên được như đây, ông đập xuống nữa. Dạ. Tôi muốn đi kiếm vợ không? Dạ muốn chị. Cô này dễ thương lắm á nha, nói quá một hồi là hối hận á. Cao thấp sao, ngoại hình sao? Dạ em thì nếu mà từ 1m5 đến 1m9 đó là phù hợp với em. Gì rộng dữ vậy? Dạ. Khoảng cách xa vậy? Dạ tại vì thiếu mà thí dụ mà 1m5 á khi mà hung á thì em ôm lên, còn nếu mà 1m9 thì em đứng nhón chân cũng được. Được. Dạ. Được, ấn tượng rồi đó. Dạ. Chị hả? Thật ra em đăng ký thì em nói là em thích người có mùi cơ thể á. Có không? Dạ, nhưng mà anh nói là mùi hôi cho nên là em phản ứng vậy thôi. Vậy là mỗi người có một cái mùi á, mùi đặc trưng của cái người đó. Tuyến mồ hôi đó chị. Mùi đàn ông thôi phải không? Nhưng mà anh nói mùi hôi cho nên là em hơi... Ủa biết đâu em yêu, em thích cái mùi hôi của anh. Nhiều khi em lại ghiền cái mùi đó đó, cái đâu mà không có cái mùi đó là chết chịu không nổi luôn á trời. Thôi giờ là mình biểu diễn nghệ thuật đi. Làm một cái cho bên kia sợ chơi. Anh ơi, đàn đó là cô đó đàn hay là có người đệm đàn? Cô đó đàn chứ Cát Tường làm gì biết đàn. Dạ. Dạ hôm nay đến đây thì em cũng có chép một bài thơ. Móc bóp giám anh đưa tiền hay gì? À dạ không. Bài thơ này nó chưa có tên. Dạ. Có phải anh khờ lắm phải không? 30 tuổi đến vẫn nằm không? Sáng trưa chiều tối công với việc, đi về nhà cửa cứ lạnh không? Lỡ có yêu anh em đừng sợ, tim anh nóng rực cả mùa đông. Nếu buồn gọi anh em biết không?
Có người chia sẻ tỏ nỗi lòng, 30 tuổi đến tình chưa có, đã có chương trình chắc thành công. Thiếu câu nữa. Yêu anh em có sợ không? Dạ. Mùi hôi thoang thoảng đâu đây đó. Dạ. Anh thêm câu nữa thì mới thật, đúng không? Dạ, vấn đề chỗ là giờ hôm nay em có được người thân gì theo không? Có anh, hôm nay em có mời mẹ của em theo. Có mẹ hả? Dạ, dạ. Mẹ nữa đó. Chào cô ạ. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ, dạ. Cô nhìn thấy đối phương bên kia sao cô? À, theo như mình thấy thì cô bé rất là xinh xắn, nói chuyện cũng dễ thương, rất là thích. Còn cảm ơn bác. Có đi với người thân không em? Dạ, em có đi với bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quý Linh. Cảm xúc của bạn nãy giờ dành cho cái anh bên kia đó, em nhận xét ảnh sao? Có lẽ là cảm xúc của em cũng như cảm xúc của người ta cũng lên lên xuống xuống. Nhưng mà em hy vọng là anh sẽ không nóng tính, bởi vì Nguyệt nó rất là nóng tính rồi. Khi mà nó nóng tính một cái là em sợ luôn. Nóng có khi nào Nguyệt đánh ai không em? Dạ, đánh thì không có đánh. Chứ mà nóng mà làm gì? Nóng thì lừa mắt rồi đập bàn cái rầm cái. Em về chi cho đau tay rồi cho đập nha. Dạ. Bây giờ mình để anh xem thử bên đây. Nãy giờ khen đẹp lắm. Chào bạn, rồi dễ thương quá. Nhưng mà sao nóng tính vậy ta? Thì có nghĩa là em thể hiện cảm xúc nó trong sao nó vậy á. Có nghĩa là nói cái gì em cũng dồn cảm xúc vô hết, thì nó như vậy thôi. Giống anh á, sáng anh đi chang vậy đó. Có gì bằng xử theo luật pháp là chứ không có gì đâu sợ. Rồi, kéo màn lên. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy nha. Chào em. Dạ, chào anh. Em cười. Hôm nay anh có mang một cái món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em coi thử đi. Dạ. Cảm ơn ạ. Thôi dạ. Kệ, đeo đi, đeo cho tình cảm, kéo cho. Dạ. Dạ được rồi. Dễ thương quá. Anh quan niệm thế nào về cái cuộc sống hôn nhân á? Thứ nhất á là phải biết hy sinh. Thứ hai á là việc thì phải chia sẻ với nhau. Dạ. Còn em á thì em cũng nói luôn, giống như là mình đến với nhau á là mình tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Thế còn mình đi với nhau á thì mình phải chia sẻ. Cả một đoạn đường đó thì phải chia sẻ. Đó là có gì mình phải nói cho nhau nghe, chứ đừng có giấu. Đúng. Giấu ai mà biết được đâu. Đúng, đúng không? Dạ, anh nghĩ là cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Với lại hồi nãy em có nói về cái vụ mà tính em nóng á, em đập bàn, đập ghế, tính anh cũng vậy luôn á. Thật ra có những lúc mà em cãi á, lúc cãi xong rồi em nghĩ là mình cũng hơi sai sai đó. Nhưng mà hả, cái lúc đó mình nóng quá mà. Thì nếu mà anh là người con trai mà chịu nhường nhịn một chút á, thì em cảm thấy em sai rồi, em sẽ sửa lỗi. À, chỗ đấy thì em yên tâm. Tức là anh sẽ chia đều ra, thí dụ như lúc này em nóng, lúc sau anh nóng. Dạ, cũng được, như không có chia đều. Dạ. Nó nghe. Dạ, dạ vâng. À, dạ. Đứng lên nói chuyện nghe chút. Dạ. À, đứng sao bạn? Thấy đẹp trai không? Dạ. Để tôi đứng xa đây, nhầm của tôi à. Dạ. Đứng sát mình chút xíu nữa coi. Dạ. Không. Đúng, ok, không okay. Nổi, không nổi. Thôi, ngồi được rồi đó. Thôi bỏ cái vụ đầu đó, bỏ. Hết giờ rồi, không nung. Đó, suy nghĩ thật kỹ nha, quyết định nha, đo cảm xúc của mình đi. Lúc lên, lúc xuống, cân chia đong đếm coi cái lên nhiều hay cái xuống nhiều. Một. Hai. Muốn lấy vợ lắm rồi. Ba. Làm gì bấm nhanh như vậy? Nôn quá hả? Em sợ cái nút nó không ăn. Dễ thương đó, bạn trai rất là dễ thương, rất có duyên, nói chơi vậy thôi. Yeah. Chứ không có gì đâu. Yeah. Không có thấy hôi gì đâu sợ. Hy vọng mọi người thì tiến xa hơn. Yeah. Mày đi xem phim ha. Yeah, rồi hỏi kỹ nhau nữa. Yeah. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Yeah. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau, cảm nhận về nhau. À, mời các bạn, chúc mừng các bạn. Cảm ơn chị. Chứ đâu có dám về nữa, bố mẹ em bảo không lấy được vợ thì đừng có về. Người Hưng Yên vẫn bị nhầm từ em nào vào nào. Có vấn đề gì không em? Dạ không, tại vì em thấy anh cùng quê với em nên là em phải hỏi lại. À, cùng quê à? Ôi dồi ôi, may quá, vãi hết mồ hôi hột. Ôi anh.
Trời ơi, mặt em thất thần đấy anh ạ. Thế em có cái cảm giác gì mà khi mà đối đầu với anh? Hai bạn cảm nhận nhau như thế nào ở cái nhìn đầu tiên? Anh thấy em xinh. Thế thì em thấy anh sao? Ôi dồi, còn 15 giây thôi đấy em. Ok. Cũng ok. Anh thấy em xinh, em thấy anh xỉn. Xin chào anh Tuấn Linh. À, chào anh. Chào các anh chị. Này, mà anh ngồi. Úi giời, ghế đẹp quá chứ. Vâng. Anh ta là gì? Dạ, em tên là Phạm Trường Giang ạ. Năm nay 32 tuổi. Làm nghề gì anh? Dạ, em như ở cơ quan thì anh chị em gọi là tạp vụ. Theo chuyên ngành em học thì là kế toán. Tức là làm kế toán nhưng phục vụ tất cả mọi thứ. Vâng. À, cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Mời bạn ngồi. À, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Thu Trang ạ. Thu Trang, Trang dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi? Ồ, mình đang làm việc ở đâu vậy Trang? À, dạ, em là nhân viên kinh doanh. Rồi, anh được mọi người trong ty yêu quý bởi vì lo cho nhiều người. Vậy thì tại sao lại không lẽ không có người nào thương anh ạ? À? Thực chất ở cái môi trường làm việc của em thì... về cái vấn đề mà phụ nữ thì rất ít anh ạ. Phụ gì? Phụ nữ có nghĩa là những người con gái anh ạ. Và phái nữ. Anh là người đến từ đâu? Dạ em đến từ Hưng Yên ạ. Hưng Yên à? Vâng ạ. À, rồi vào trong Nam sống lâu chưa? Dạ cũng nhờ rời là được 3 năm rồi anh ạ. Nhờ rời. Vâng. Thế bây giờ mình lấy vợ là mình ở đây làm việc tiếp hay là mình về Hưng Yên? Ôi giời ơi, thế em đến đây là em tìm vợ ở đây chị ạ. Vâng. Chứ nhưng đâu mà... có dám về nữa, bố mẹ em bảo không không lấy được vợ thì đừng có về. Bây giờ đấy, khổ. Thì bây giờ anh muốn tìm người vợ của mình là người như thế nào nè? Thì đơn giản thôi chị ạ. Nhưng mà kể ra cũng dăm cái gạch đầu dòng. Đơn giản là một người sống với mình chân thật, chia sẻ. Và kể cả những lúc mà mình có thể là lâm vào các cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là vinh hoặc là xuống tí nữa thì cũng không có gì, người vợ đó vẫn cứ đứng ở sau mình, sống cởi mở thế thôi ạ. Đơn giản còn gì nữa? Thì kể ra mà em thì cao 1m8 hơn, bạn gái kể ra 1m6 hơn thì cũng là tốt, còn không thì thôi ông giời cho cái gì thì là mình tận hưởng chưa tệ. Đúng rồi, vâng. Đơn giản rồi đi. Vâng. Vậy bây giờ còn bạn nữ của mình thì sao? À, cuộc sống của bạn hiện nay là bạn đang sống với ai? À, ở trong này thì em đang sống với cả người thân ạ. Vậy quê bạn ở đâu? À, dạ hình như em có nghe láng má bên kia có từ Hưng Yên gì đó đúng không ạ? Anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi bạn. Ôi trời, không hỏi đi, ôi giỏi ơi, không phải xin lên Quyền Linh. Hỏi luôn mình. Hỏi luôn. Vâng, anh quê ở đâu ạ? Anh ở Phố Lối em ơi. Em nghĩ là Hưng Yên nhà mình là Phố Lối đâu phải Phố Nối anh. Ừ thì ôi khổ thế nhỉ, người Hưng Yên vẫn bị nhầm từ em nào vào là có vấn đề gì không em? Dạ thì không, em... tại vì em thấy anh cùng quê với em nên là em phải hỏi lại. Không chúng em ta là chắc phải à, cùng quê à? Ôi dồi ôi may quá, vãi hết mồ hôi hột. Ôi thôi anh. Trời ơi, mặt em thất thần đấy anh ạ. Thế bây giờ là vậy là cùng quê rồi ha. Vâng. Vậy là thuận lợi hay là sao đây? Thuận lợi đúng không? Ôi, như thế thì đúng là một đường là về luôn. Trước khi làm kế toán làm gì? Trước khi làm kế toán thì nó là một chuyện rất dài. Đó là ngày xưa em cũng đã ở trong môi trường quân đội. Quân đội? Vâng. Binh chủng gì? Binh chủng pháo binh ạ. Pháo anh trên tờ cao đấy anh. Pháo binh hả? To lắm anh ạ. Pháo nổ to lắm hả? Vâng, to pháo lắm. Pháo lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ. Mỹ. Vâng. Bục giảng dưới rừng sâu em vẫn là chiến sĩ. Ôi cái chết gục đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau. Và bây giờ là em muốn ngày và đêm ở gần đây hơn, chứ không thể nào như ngày xưa được nữa rồi. Ngày xưa là chiến tranh, còn bây giờ là hòa bình anh ạ. Đấy, cho nên là em là học chuyên ngành pháo. Và sau đó một thời gian do cái môi trường nó không thích hợp thì em ra quân và cũng cố gắng
chạy đua với thời đại một chút, là theo bè thì cũng đi học ngành kinh tế, thì ra trường thì cũng nhờ rời đấy, cũng ơn rời là lại kiếm được việc đấy, cho nên là cũng đi làm một số nơi ở ngoài Bắc, xong sau đó thì em chuyển về trong này cũng được 3 năm rồi. Nói chuyện có duyên thế này mà không lẽ đó giờ chưa có quen cô nào à? Em cũng đã quen, và mối tình đầu của em thì cũng 8 năm rồi. Mấy mối tình rồi? Một thôi anh. Người em như thế này mà gánh đến 2-3 mối tình là chắc em kiệt sức. Ủa? Ủa bộ mình có tình yêu là mình mất sức lắm hả? Nhiều khi nó cũng mình phải đi lại, thế là đâm ra nó mệt. Chị Cát Tường ạ. Đi lại là sao anh? Người yêu mà hơi khóc một chút là mình phải chạy đến dỗ dành rồi nói những lời yêu thương. Thế anh yếu lắm hay sao anh mất sức? Anh ốm lắm à? Nhờ bố mẹ cho ăn uống đầy đủ cũng khỏe, nhưng mà cơ bản là vẫn yếu so với cái chuyện đấy chị ạ. Rồi em nghe anh nói thế em có sợ không? Em nghe giọng anh mày mà nghiên cái việc mà không biết mình bò thế nào về Hưng Yên á. Dạ, tần suất nói chuyện rất chậm rãi. Anh bắn pháo cho em về. Chứ bây giờ bạn mong muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Chững chạc một chút. Không, anh quá chững chạc, cái gì mình thấy anh duyên vô cùng luôn. Chững chạc là sao? Nhờ hỏi các bạn khán giả là từ nãy giờ các bạn có thấy là anh ấy chững chạc không ạ? Có. Vỗ tay cho mình biết nào. Có chứ. Ôi dồi ôi, em cảm ơn khán giả. Em cứ tưởng các anh các chị ở dưới nào bảo là không chững chạc. Ôi dồi ôi, toát hết mồ hôi. Cái này không biết mà thêm vài chai bia vào thì như thế nào nhỉ? Bình thường lắm chị ạ. Trời em. Sợ rồi, hết dám nói gì luôn rồi. Không bình mà. Hơi run anh ạ. Em phải biết trận pháo chứ. Mình cũng có duyên lắm. Ha, còn nhìn thì anh không biết cảm giác em thế nào, nhưng mà anh thấy nói chuyện có duyên, cũng gây được tiếng cười. Ha. Yeah. Còn chuyện tình cảm thì cho em cảm nhận nha. Bắn pháo á. Bây giờ chị hỏi em này, bây giờ còn cái gì điểm gì mà yêu cầu gì ở bạn nam mình không thích không thì mình qua mình coi luôn một lượt. Cơ hội cuối cùng. Thôi trong sự em nhờ chị ghé qua chị xem giùm em. Xem giùm nha. Dạ vâng. Mập to cao lớn thế nào cũng được đúng không? Cái gì cũng được phải không? Dạ không. Mập thì mập vừa, đừng có mập quá. Em nói vậy cho chuyện hàng hai không, sao chị biết đường chị chọn người? Chị nhìn em nè. Chị cân giùm em. 28 tuổi rồi đó cô. Dạ. Yeah. Ôi dồi ôi, em chờ chị sang bên này lâu quá, khổ. Chị nói ở bên đấy lâu quá mà bây giờ mới sang bên này. Ôi chị xinh quá. Ôi ơi, ôi chị xinh quá, mắt ổng lúng la lúng liếng thế. Mà nó nghe nè, bình thường cũng nói chuyện chậm rãi vậy hả? Thì cũng bình thường thì em nói chuyện bình thường thôi. Còn đâu là lên chương trình chẳng lẽ là cứ đeo 2 cái tàng chỉ ở mặt thì nó buồn quá, thì mình khuấy động không trào lên. Thế mục đích hôm nay đến đây là tìm người yêu hay là tìm vợ? Em tìm cả hai. Đấy. Nếu được bao nhiêu lâu cưới? Được thì dây mốt chị ạ. Cái gì? Dây mốt đi chị. Dây mốt là cái gì? Ngày mốt. Một giây ạ. Một giây mốt. Dây mốt ý ạ. Anh dịch sai thấy chưa? Được là một giây mốt là thấy. Hôm nay anh đến đây với ai? Dạ em đi cùng với số anh em ở trong công ty. Đâu? Đến các em ơi. Rồi. Em ơi, đâu? Đội. Đó đấy, trời. Đó, đó. À, chào các bạn. Đội pháo Bình ơi. Nãy giờ mấy bạn thấy anh ấy chọi pháo dữ không? Bình thường ở trong công ty ảnh có vậy không? Bình thường thì anh Giang trong công ty cũng luôn là một trong những người rất là vui vẻ và tạo cái không khí làm việc nó thoải mái cho anh em. Là y vậy luôn á hả? Dạ. Nhưng mà giờ mọi người nè, ba thanh niên luôn á thì nhìn thấy cô này là có hợp với đồng nghiệp của mình đã bển không? Dạ anh ra cái bấm nút đi. Bấm nút đi ạ. À, bây giờ chỉ có một quyết định để coi cả hai người này như thế nào. Kéo màn lên, kéo màn lên đi. Nha, quyết liệt nha. Bắn pháo tới tóc luôn nha. Vâng, em cứ vẫn cứ chiến thôi ạ. À. Coi được thì mình dễ chịu chút nha em. Dạ. Ha, mình cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó nghe. Dạ. À, chúng ta có 2 phút để gặp nhau. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Đấy. Chào em. Em giận rồi, em cảm ơn. Sao em mặt xúc động thế? Sao mặt em lại xúc động thế? Mặt em lúc nào cũng đỏ vậy đấy anh. À thế à? Dạ. Ừ. Mà từ nãy giờ nghe nó càng đỏ hơn nữa. Thế à? Dạ. Thế em có cái cảm giác gì mà khi mà đối đầu với anh? Chúng ta ngồi cách nhau một tấm màn anh ạ, chưa đối đầu. Ừ thì bây giờ đang ngồi đối diện. Ừ.
Thì là... Anh Quyền Linh đừng cười, em run. Cho em chém một lúc. Anh Linh ơi, anh đi vào cánh gà đi. Chị Cát Tường ơi, cứu em vụ này. Không, em... chị canh chừng anh Quyền Linh cho hai bạn có chém nhau đi. Em ở quê, em là ở Hưng Yên, nhưng mà em ở huyện nào em? Em ở ngay trong thành phố ạ. À, thành phố Hưng Yên gì? Dạ. Và chỗ đấy là anh cũng đi qua một hai lần gì đấy. Em là con thứ mấy nhỉ? Dạ, em là con lớn ạ. Con lớn ạ? Ừ, thì... Con lớn không phải con lớn. Ừ, anh là con thứ hai. Dạ. Ừ. Nên trên anh, dưới anh còn ai nữa không anh? Trên anh là anh trai. Dưới anh là? Là anh. Quan điểm về tình yêu của bạn như thế nào? Thì mình hy vọng là cái người mà mình yêu thì cũng có chung một quan điểm và suy nghĩ như mình. Đó là cũng sẽ chăm lo cho gia đình. Nhà mình thì chỉ có hai chị em gái. Bố mẹ mình không có con trai, nên là mình cũng mong là cái người bạn của mình thì họ cũng sẽ có tình cảm, cũng sẽ thương yêu ba mẹ mình. Cũng không phải là bắt buộc phải quá nhiều, nhưng mà cũng mong là sẽ chia sẻ thêm với cả bên mình. Căng thẳng vậy, mặt nghe mà thấy gắn hai cục chì rồi kìa. Cười rồi đấy chị ạ. Vâng. Thực chất ra là bạn ấy nói thì cũng là cái quan điểm của em cũng một phần. Thì khi đó thì mình chịu trách nhiệm với cả cái gia đình nhỏ của mình, thì mình sẽ không còn sự lo toan của bố mẹ hay như này nhiều. Thế bây giờ 30 giây cuối cùng là hai bạn cảm nhận nhau như thế nào ở cái nhìn đầu tiên? Anh thấy em xinh. Thế thì em thấy anh sao? Ôi dồi, còn 15 giây thôi đấy em. Ok. Ừ. Cũng anh ok. Anh thấy em xinh, em thấy anh xỉn. Hay. Thế bây giờ là bấm được không em? Hết thời gian rồi, không có hỏi bấm gì trên hết. Có năn nỉ gì năn nỉ trước đi, để người ta quyết định đó nha. Thôi em hãy về đội của anh đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. Rất là dễ thương. Tôi nghĩ rằng rất là nhiều người muốn nói chuyện với bạn. Bạn rất là có duyên. Tại sao lại không nhấn nút? Dạ, cái nút nó bị lỗi đó. Có nhấn không? Dạ, có nhấn ạ. Ôi dồi ôi, số em hay quá. Hai bạn nắm tay nhau một cái đi, rồi mình coi có truyền miếng điện nào chưa. Em có thể cho anh cầm tay em được không? Dạ, cho anh cầm bó hoa ạ. Thôi em cứ cầm luôn cả hoa đi. Thế bây giờ không cầm tay thì chúng ta có thể ôm nhau một cái ăn mừng xã giao được không? Lịch sự thì có gì đâu ạ. Tôi xin tặng một cái bao thư, trong này có hai cái vé xem phim để hai bạn có thể nắm tay nhau đi xem phim. Đó là cái cơ hội đầu tiên mà chương trình muốn tặng cho hai bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc với nhau. Thôi rồi, em cảm ơn rất 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 cảm ơn chương trình. Ôi dồi ôi, may quá, anh có quà rồi các em ạ. Rồi, em không cầm tay. Chị thấy em cầm cái gì vậy? Dạ, em đem quà tới tặng cho hai anh chị. Chị nào mới tặng? Dạ, giờ tặng. Dạ. Vậy mình tặng đi cho có hứng nói chuyện. Tôi không thích hối lộ. Dạ, nha. Đẹp quá ha. Dễ thương quá. Mình không thích ai mà có nhận quà, khen quà thì kỳ. Hôm nay không có nhận quà cũng khen là ôi đẹp trai quá. Dạ, dạ. Dễ thương. Dạ. Tính tình em rất là nghệ sĩ. Dạ. Nhìn tưởng đâu là họa sĩ. Dạ, em dạy cho anh nghệ sĩ hả? Em tặng tiếp em cái này. Là cái khung hình. Dạ, em cảm ơn anh. Hy vọng là hình hai đứa mình sẽ trên này. Mời em. Này, rất đây. Là phong cách, rất là xinh. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyên Thảo. Nguyên Thảo, Thảo năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 27 tuổi. Dạ. Rồi, mình cứ đợi bạn trai của mình ra rồi mình sẽ chia sẻ ha. Dạ. Xin mời bạn trai.
Gì cười dữ vậy anh Linh? Ủa là diễn viên hả? Dạ không. Không diễn xuất dữ quá ha. Ủa đi bán gì đây sách lụm gì hả? Dạ không. Đồ nghề của em. Đồ nghề hả? Bạn tên là gì? Em tên là Nam, Phạm Thành Nam. Làm nghề gì? À, em là kỹ sư máy tính. Chị thấy em cầm cái gì vậy? Dạ em đem quà tới tặng cho hai anh chị. Thì quà này là do tay tính chính em tự làm luôn. Wow, tặng cho chị hả? Dạ cho chị với anh Quyền Linh luôn. Có quà anh Linh ơi, có quà, có quà. Có quà đúng không? À, chị nào mới tặng? Dạ giờ tặng. Vậy mình tặng đi cho có hứng nói chuyện. Dạ. Dạ em tặng. Tôi không thích hối lộ dạ, nha. Chị quá Quyền Linh đưa chị dạ. Chi? Không, dạ của chị rồi có anh Quyền Linh em đâu qua bển tặng được. Vậy chút xíu nữa thì nào mà ảnh qua anh coi mặt á mình tặng ảnh. Dạ. Nha, rồi chị cảm ơn. Thôi chị nào kết nha. Thúc đi tôi mới nhận. Không, tôi nhận trước tôi có hứng thì tôi mới làm việc được chứ. À, em giới thiệu sơ về công việc của mình đi. Dạ em là đang là chủ shop đồ da handmade. À vậy là chắc chắn cái này là đồ handmade rồi phải không? Dạ. Công việc có chiếm nhiều thời gian của em không? Dạ chiếm nhiều thời gian chị. Rồi có lúc thời gian nào rảnh rỗi để mà đi chơi rồi mình mới kiếm bạn trai rồi được chứ? Dạ có, nói chung là công việc của em là tự mình làm chủ bản thân của mình. Nhưng mà em thì thuộc dạng hơi mê việc đó, em làm tới khi nào xong thôi à. Đẹp quá ha. Dạ. Rồi cửa hàng mình vậy là mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối chị. Hết rồi thời gian rồi, giả tỷ có bạn trai thì mình sắp xếp làm sao? Mình giao cho nhân viên coi cửa hàng mình đi hẹn hò được không? Dạ được, dạ được. Được phải không? Dễ thương quá. Mình không thích ai mà có nhận quà, khen quà thì kỳ. Hôm nay không có nhận quà cũng khen là ôi đẹp trai quá. Dạ, dạ, dễ thương. Dạ. Tính tình em rất là nghệ sĩ. Dạ. À, nhìn tưởng đâu là họa sĩ. Dạ, em dạy cho anh nghệ sĩ. Hả? À, công việc chính của em là gì? Là lập trình viên á. Lập trình viên bao nhiêu lâu rồi? 10 năm. Ngồi máy tính suốt đúng không? Suốt ngày máy tính thôi. À, lên mạng này kia chắc cũng tìm bạn gái trên mạng là nhiều lắm rồi đúng không? Dạ, có tìm bạn gái trên mạng. Gặp chưa? Đó cái là cái người yêu đầu tiên của em làm quen trên mạng. Trên mạng? Dạ. Yêu nhau được mấy năm? À, cũng được 5 năm. Quen nhau lâu quá rồi cái tình yêu nó phai nhạt. Xong rồi bạn nói chia tay. Xong cái nói vậy thì cảm ơn em. Chia thì chia. Vậy là cũng chưa yêu người ta rồi. Khi bạn nữ nói chia tay thì mình nói, mình cũng phải quyến lý. Không, em lúc đó rất là khóc lóc. Ủa sao vậy em? Năn nỉ này kia chứ, tìm hiểu lý khóc, do chứ. Khóc với anh. Hả? Có khóc. Có khóc không? Dạ có khóc. Bạn có thất tình sau đó không? Dạ thất đến giờ đó anh. À, vậy còn Thảo thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ có chứ chị. Tụi em quen nhau lúc còn học sinh viên thì quen nhau được 4 năm. Xong rồi cái ra trường thì... Giống bên kia luôn hả? Đừng nói chia tay 4 năm luôn rồi nha. Dạ có khi nào gặp em... lại là người yêu cũ ngồi bên kia không? Rồi sao nữa? Dạ thì em chia tay bạn trai thì cũng được chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Ừ. Dạ. Rồi trong suốt 3 năm qua là mình không có tìm được một người nào cho mình nữa. Dạ. Em tự giới thiệu cho mình một chút đi, em thấy mình có những cái điểm mạnh nào rồi những điểm yếu nào? Dạ điểm mạnh của em là khéo tay với lại có óc thẩm mỹ một chút. Còn điểm yếu của em thì em bị bệnh lười. Bệnh lười là sao? Là có nghĩa là do là em mê việc quá nên việc nhà của em thì lười. Là vô nhà cửa bề bộn tùm lum. Dạ không, dạ không, có nghĩa là em thì em sống tự lập hồi đó giờ. Thì hiện tại là em sống một mình em với em gái của em thì em cũng làm hết. Nhưng mà dạng như mình làm hết mà cái tư tưởng mình là lười. À, cái quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Cái nhìn đầu tiên cũng quan trọng chị. Mình nhìn mình có cảm giác thì mình mới muốn tìm hiểu sâu hơn. Hiện tại bây giờ mình có đặt ra một cái tiêu chí để mình tìm một cái người yêu mới cho mình là như thế nào không? Cũng đơn giản lắm chị. Mình cần một người đàn ông chín chắn. Nói chung là đừng có khô khan quá, biết quan tâm chăm sóc bạn gái một chút. Nhưng mà nhìn em như vậy chị không tin là em không có bạn trai thật sự luôn. Em rất là năng động, em rất là duyên dáng, model nữa mà giỏi nữa thì tại sao mình không có bạn trai? Dạ em không biết nữa, cũng gặp đối tác nhiều, cũng gặp khách hàng nhiều, rồi người thân cũng làm mai. Mà không biết hình như người ta không thích em. Ủa, lý do tại sao người ta không thích? Dạ em không biết chứ em biết là em thoát ế rồi chị. Rất là xinh luôn anh Linh mà không hiểu tại sao mà lại là không có bạn trai. Rồi bạn Nam, lý do là tại sao ế? Cái công việc của em nó ít tiếp xúc với mọi người nhiều. Chủ yếu là với máy móc, ít cơ hội gặp gỡ các bạn nữ. Rồi bây giờ tìm người yêu tiêu chí như thế nào? Tiêu chí của em về bạn gái thì là 3 dê. 3 chữ dê. Duyên dáng, dịu dàng và dữ dội. Duyên dáng, cái này nó mâu thuẫn gì ta? Dạ, dạ. Duyên dáng, dịu dàng, dữ dội. Dạ. Bên đây mình có
dữ dội gì không? Duyên dáng dịu dàng là thấy có rồi đó. Dạ, dư luôn chị. Dư luôn, ví dụ? Em thì sống độc lập từ nhỏ cho nên là tính tình em quyết đoán lắm. Em thích làm gì em suy nghĩ kỹ rồi em làm, em ít khi nghe lời khuyên của ai hết. Trời ơi, rồi mai mốt có bạn trai mình muốn bất đồng quan điểm rồi mình không nghe bạn trai mình khuyên hả? Không, thì ảnh phải thuyết phục được em. Thuyết phục có khó lắm không? Dạ thì có lý là mình nghe rồi chị. Bạn có đặt ra cái mẫu người đàn ông của mình ngoài cái điều hồi nãy bạn nói về vóc dáng, ngoại hình hay là tính cách, có cái gì điều gì đặc biệt mà bạn cần có không? Cái người đàn ông của mình mà làm mình nể là dễ yêu lắm chị. Như thế nào mà mới nể? Làm cho em cảm thấy là em nhỏ bé bên cạnh ảnh. Dạ. Em kiếm người nào bự bự thấy em nhỏ bé liền gì đâu. Căng à. Rồi có cái điểm gì em không thích ở cái người đàn ông không? Không thích là hút thuốc nè, nhớ lại làm biếng. Sao có làm biếng không em? Em thì không làm biếng, hơi lười chứ. À đó. Em có nghĩ rằng có một tình yêu sét đánh không? Có. Thế nào là sét đánh? Giống như là mình nhìn lần đầu tiên mình cảm thấy là nó rung động và mình giống như là thôi thúc mình muốn gặp lại người đó. Ví dụ tình yêu sét đánh là nó không có bền vững, đôi khi là sét xong hết sét là thôi. Không, chỉ thoáng qua thôi đó. Em không nghĩ như vậy đâu. Cái sét đánh đó là cái động lực đầu tiên để cho mình có cái cảm xúc mình đến với nhau nó dễ hơn. Và từ đó mình mới tạo được cái mối quan hệ lâu dài hơn. Em có bị sét đánh lần nào chưa? Dạ em bị đánh rồi. Đánh giữa đồng hay đâu? Dạ, đánh ở giữa công viên Đầm Sen. Thế còn bạn nữ mình thì sao? Đó giờ em có gặp cái đối tượng nào mà em thấy rung động ở cái nhìn đầu tiên chưa? Dạ có chứ chị. Mình làm nghệ thuật mình yêu cái đẹp mà không có chứ. Rồi thường em thấy những cái mối quan hệ đó nó có những cảm xúc đó nó có lâu dài không? Nếu mà em trải qua thì là không. Mình thấy mình thích nhưng mà sau khi tìm hiểu thì thấy tính tình anh không có hợp. Dạ. Có nghĩa là đầu tiên mình gặp thì mình vẫn bị sét đánh. Dạ. Nhưng mà sau đó là đánh xong rồi tỉnh rồi là thấy không có được. Cái quan điểm của hai bạn này có hơi khác nhau đó anh Linh. Bị sét đánh rồi hả? Đánh rồi. Dạ. Đánh ở đâu? Ở giữa đường hay giữa đầu? Dạ ở giữa đường. Anh bên kia rất là nghệ sĩ đó. Em thấy sao? Phải kéo màn lên mới thấy được anh. Đó. Giờ mình có cái anh bên đó mà coi được. Em ngồi em cứ mần mò suốt ngày cho chị nha. Giống như là em đang làm đồ handmade vậy. Nhanh lên đi, anh bên đây em thích lắm rồi nè. Anh ngồi anh cười hoài nè. Sao coi đó chứ? Dạ chị. Đâu say đằng sau lại coi. Dạ. Mùa đen này cũng ngộ à. Em cũng mới xuống tóc bớt á. Ủa chứ hồi đó tới đâu lận? Dạ tới hơn vai nè. Chi vậy? Dạ cho đỡ tình cắt tóc. Mày có chí không? Dạ không. Mấy ngày mới gọi đầu một lần? Tuần 2-3 lần, khoảng có 3 lần. Tại vì người ta nói đâu cần gọi nhiều, gọi nhiều hại tóc. Mà bây giờ hỏi nè, bán gì vậy? Dạ cái này là em gửi tặng. Tặng mà đợi nhắc nhở nữa, người ta tràn qua là phải tặng liền. Dạ, đây tặng. Để chị ló đầu qua là mới tặng được. Ló nãy giờ rồi. Cảm ơn nha. Cảm, này của anh Quỳnh Linh. Cảm ơn em. Bây giờ rồi. Mình cho hai bạn gặp nhau đi. Hai phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Dạ chào anh. Anh cũng quà tặng em. Này anh tự làm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có quà tặng. Rồi, cảm ơn em. Em có muốn hỏi gì anh không? Dạ bối rối quên hết. Nó xét chưa? Rung rung vậy á. Xét nó đánh rung rung giờ quên hết trơn rồi. Dạ. Coi quà đi, coi người ta tặng quà gì còn yêu hơn nữa. Em tặng trong đó một cặp. Nếu mà không được thì anh xài luôn cặp đó. Nếu mà nếu được thì anh trả lại một cái. Trả lại cái. Này chắc trả lại em một cái đó. Em tặng tiếp em cái này. Là cái khung hình. Dạ em cảm ơn anh. Hy vọng là hình hai đứa mình sẽ trên này. Em cũng có quà tặng anh. Ủa sao nay ngày nay tặng quà hả ta? Dạ cho em gửi. Dạ. Cảm ơn em. Được rồi, có quà tốt rồi. Thế này anh tự làm hả? Em anh làm hả? Còn hoa? Hoa em cũng làm luôn. Thiệt không? Dạ. Cái kẹp đó ai làm? Cái kẹp một. Một phút rưỡi nữa. Nào hết 30 giây tặng quà rồi. Nhanh. Em có dự định kết hôn trong thời gian bao lâu? Tìm hiểu mà thấy được thì mình tiến tới thôi chứ không có cần không, phải thời gian bao lâu. Không cần giới hạn đúng không? Dạ. Thôi cho em... Cho gì? Cũng chuông đi. Vô ngủ chút ra. Bỏ. Thôi để đi ngủ đi. Kệ hai người sao? Em cứ để nửa tiếng hai người làm gì? Hai.
Thôi khỏi, đừng đếm nữa. Ba. Thấy trầu cao dữ vậy. Da trên da. Được không? Thấy ưng ý không? Dạ. Quá ưng đi chứ ngồi. Ưng bụng không? Dạ em cao có 1m64, hôm nay em cố tình em mang đôi 10 phân là 1m74. Không vậy nó mới đại gia. Đứng đứng ưỡn ưỡn thẳng thẳng lên chút coi đã lùng á người ta rồi mà còn. Trả người ta lại cái đi. Nè, hai cái giống nhau. Còn lừa nữa. Trời ơi. Bây giờ là thay mặt cho chương trình tặng hai bạn một cái cặp vé đi xem phim. Dạ cảm ơn chị. Rồi. Rồi chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể đi xem phim được rồi.